Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 36. Bê-sa-lê-ên, Ô-hô-li-áp và các người khôn khéo, tức là người Đức Giê-hô-va đã phú cho sự khôn ngoan và sự thông sáng, đặng làm các công việc định dụng về việc tế lễ nơi thánh, đều làm mọi việc mà Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Vậy, Mô-sê bèn gọi Bê-sa-lê-ên, Ô-hô-li-áp và các người khôn khéo mà trong lòng họ Đức Giê-hô-va phú sự thông sáng, cùng các người có lòng cảm động xuôi mình đến gần, đặng làm công việc. Trước mặt Môi-se, họ thâu các lễ vật của dân Israel đã đem đến để làm các công việc định dùng về sự tế lễ nơi thánh. Nhưng mỗi buổi sớm mai, dân sự lại đem đến lễ vật tình nguyện nữa. Thế thì, các người khôn khéo làm mọi công việc của nơi thánh đều tạm đình đến nói cùng Môi-se rằng dân sự đem đến dư bội phần đặng làm các công việc mà Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Theo lệnh truyền của Môi-se, họ bèn đi rao từ trại quân rằng bất kỳ người nam hay nữ chớ làm công việc về lễ vật của nơi thánh nữa. Vậy họ cấm dân sự không cho đem đến chi thêm nữa hết, vì đã đủ các vật liệu đặng làm hết thảy công việc, cho đến đổi còn dư lại nữa. Các người khôn khéo trong vòng những người làm công việc dùng 10 bức màn bằng vải gai đậu mịn, chỉ tím đỏ điều đỏ sậm, theo hình cherubim cực xảo mà dựng đền tạm. Mỗi bức màn đều dài 28 thước, rộng 4 thước, các bức đều đồng cỡ nhau. Họ kết mỗi 5 bức màn dính lại nhau, thắt vòng bằng chỉ tím nơi triên của bức màn thứ nhất ở đầu bức nguyên, và cũng làm như vậy cho triên của bức màn ở nơi chót trong bức nguyên thứ nhì. Họ thắt 50 vòng theo triên của bức màn ở đầu của bức nguyên thứ nhất và 50 vòng theo triên bức màn ở chót của bức nguyên thứ nhì, các vòng đối nhau. Đoạn chế 50 cái móc bằng vàng, móc bức này với bức kia để cho đền tạm kết lại thành một. Kế đó, họ dùng lông dê kết 11 bức màn để làm bong trên đền tạm. Bề dài mỗi bức màn 30 thước, bề rộng 4 thước, 11 bức màn đều đồng cỡ nhau. Họ kết 5 bức màn riêng ra và 6 bức màn khác riêng ra, thắt 50 cái vòng nơi triên bức chót của bức nguyên thứ nhất và 50 vòng nơi triên bức ở đầu của bức nguyên thứ nhì, làm 50 cái móc bằng đồng, móc bức bông hiệp lại thành một. Họ cũng làm cho đền tạm một tấm lá phủ bằng dây chiên được nhuộm đỏ và một tấm lá phủ bằng da cá nược đắp lên trên. Họ dùng ván bằng cây si tim làm vách cho đền tạm. Mỗi tấm ván 10 thước bề dài, 1 thước rưỡi bề ngang. Mỗi tấm có 2 cái mộng liên nhau. Cả ván đền tạm đều làm một cách. Vậy, họ làm ván cho đền tạm 20 tấm về phía nam. Dưới 20 tấm làm 40 lỗ mộng bằng bạc. Dưới mỗi tấm có 2 lỗ mộng để chịu 2 cái mộng. Họ cũng làm 20 tấm ván ở phía bắc đền tạm và 40 lỗ mộng bằng bạc. Dưới mỗi tấm có 2 lỗ mộng. Về phía đằng sau của đền tạm, tức là phía tây, họ làm 6 tấm ván, và về hai góc sau thì làm 2 tấm ván. 2 tấm ván góc ra khít với nhau từ dưới chí trên bởi một cái khoen ở nơi đầu. 2 góc hai bên đều làm như vậy. Thế thì có 8 tấm ván và 16 lỗ mộng bằng bạc, dưới mỗi tấm có 2 lỗ mộng. Họ làm 5 cây xà ngang bằng gỗ si tim, cặp mấy tấm ván về phía bên này của đền tạm, 5 cây xà ngang khác về phía bên kia và 5 cây xà ngang khác nữa về phía sau đền tạm, tức là phía tây. Họ làm cây xà ngang giữa, đặng lòn qua thân giữa các tấm ván từ đầu này đến đầu kia và bọc vàng mấy tấm ván. Họ làm các khoen của ván bằng vàng, đặng xỏ xà ngang qua và bọc vàng các cây xà ngang.
Họ lại chế một bức màn bằng chỉ tím đỏ điều đỏ sậm và vải gai đậu mịn theo hình cherubim cực xảo, rồi làm bốn cái trụ bằng gỗ si tim bọc vàng cùng đinh bằng vàng, đúc bốn lỗ trụ bằng bạc cho mấy cây trụ đó. Họ cũng chế cho cửa vào trại một tấm màn bằng chỉ tím đỏ điều đỏ sậm và vải gai đậu mịn. Ấy là một công việc thêu thùa. Họ cũng làm năm cây trụ cùng đinh, rồi bọc vàng trên đầu trụ và các cây nuông, còn năm lỗ trụ thì bằng đồng. Chương 37. Đoạn Bessaleen đóng hòm bằng cây si tim, bề dài 2 thước rưỡi, bề ngang 1 thước rưỡi và bề cao 1 thước rưỡi. Người bọc vàng ròng bề trong và bề ngoài cùng chạy đường viền chung quanh. Đúc 4 cái khoen vàng đặng gắn 4 góc, 2 cái bên hông này, 2 cái bên hông kia. Người cũng chuốt các đòn bằng cây si tim bọc vàng, rồi xỏ đòn đó vào khoen 2 bên hông đặng khiêng hòm. Người cũng làm 1 cái nắp thi ân bằng vàng ròng, bề dài 2 thước rưỡi, bề ngang 1 thước rưỡi. Làm 2 tượng cherubim bằng vàng đánh giác để nơi 2 đầu nắp thi ân. Một tượng ở đầu này và một tượng ở đầu kia ló ra nơi 2 đầu nắp. 2 cherubim xòe cánh ra che trên nắp thi ân, đối diện nhau và xây mặt vào nắp thi ân. Người cũng đóng 1 cái bàn bằng cây si tim bề dài 2 thước, bề ngang 1 thước, bề cao 1 thước rưỡi, bọc bằng vàng ròng và chạy 1 đường viền chung quanh. Lại cũng lên be cho 4 vi bàn cao chừng 4 ngón tay và chạy cho be 1 đường viền vàng. Người đúc 4 cái khoen vàng tra vào 4 góc tại nơi chân bàn. Các khoen ở gần nơi be để xỏ đòn vào đặng khiêng bàn. Người chuốt đòn bằng cây si tim bọc vàng đặng khiêng bàn. Lại cũng lấy vàng ròng mà làm các đồ dùng bày trên bàn, dĩa, chén, ly và chậu để dùng làm lễ quán. Người cũng làm chân đèn bằng vàng ròng. Cái chân, cái thân, cái đài, cái bầu và cái hoa đều làm ra bằng vàng đánh giác. 2 bên thân đèn có 6 nhánh nứt ra, 3 nhánh ở bên này và 3 nhánh ở bên kia. Trong 6 nhánh nứt ra trên thân chân đèn, mỗi nhánh đều có 3 cái đài hình như hột hạnh nhân cùng bầu và hoa. Trên thân chân đèn lại cũng có 4 cái đài hình như hột hạnh nhân cùng bầu và hoa. Trong 6 nhánh từ thân chân đèn nứt ra, hễ cứ mỗi 2 nhánh thì dưới có 1 cái bầu. Bầu và nhánh của chân đèn đều bằng vàng ròng nguyên miếng đánh giác. Người cũng làm 7 cái thép đèn, kéo bắt tim và đồ đựng tàn bằng vàng ròng. Người dùng 1 ta lân vàng ròng mà làm chân đèn và các đồ phụ tùng của chân đèn. Người cũng đóng 1 cái bàn thờ sông hương bằng cây si tim hình vuông, bề dài 1 thước, bề ngang 1 thước và bề cao 2 thước. Bàn thờ có 4 sừng ló ra. Người bọc vàng ròng trên mặt 4 cạnh chung quanh và các sừng. Tứ vi cũng chạy đường viền vàng. Dưới đường viền đó, nơi 2 bên góc, người làm 2 cái khoen vàng để xỏ đòn đặng khiêng. Người chuốt đòn bằng cây si tim và bọc vàng. Người cũng chế dầu thánh để sức và hương thanh sạch bằng các hương liệu theo nghề thợ chế hương. Thi Thiên 30. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi tôn trọng Ngài vì Ngài nâng tôi lên, không cho phép kẻ thù nghịch vui mừng vì cớ tôi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ơi, tôi kêu cầu cùng Chúa và Chúa chữa lành tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã đem linh hồn tôi khỏi âm phủ, gìn giữ mạng sống tôi, hầu tôi không xuống cái huyệt. Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy hát ngợi khen Ngài, cảm tạ sự kỷ niệm thánh của Ngài. Vì sự giận Ngài chỉ trong một lúc, còn ơn của Ngài có trọn một đời. Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng. Còn tôi, trong lúc may mắn tôi có nói rằng tôi chẳng hề bị rung động. Hỡi Đức Giê-hô-va, nhờ ơn Ngài, núi tôi được lập vững bền. Ngài ẩn mặt đi, tôi bèn bối rối. Đức Giê-hô-va ơi, tôi đã kêu cầu cùng Ngài và nài xin cùng Đức Giê-hô-va mà rằng, làm đổ huyết tôi ra, khiến tôi xuống mồ mả có ích chi chăng? Bụi tro há sẽ ngợi khen Chúa ư? Há sẽ truyền bá sự chân thật của Ngài sao? Hỡi Đức Giê-hô-va,
xin hãy nghe và thương xót tôi. Đức Giê-hô-va ơi, khá giúp đỡ tôi. Ngài đã đổi sự buồn rầu tôi ra sự khoái lạc, mở áo tang tôi và thắt lưng tôi bằng vui mừng, hầu cho linh hồn tôi hát ngợi khen Chúa không nín lặng. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời, tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời. Chương 58. Hãy kêu to lên, đừng dứt, hãy cất tiếng lên như cái loa, rao bảo tội lỗi dân ta cho nó, và rao bảo sự gian ác nhà Gia-cốp cho nhà ấy. Ngày ngày họ tìm kiếm ta và muốn biết đường lối ta. Như dân đã theo sự công bình và chưa từng bỏ luật pháp của Đức Chúa Trời mình, họ cầu hỏi ta sự đoán xét công bình và vui lòng gần gũi Đức Chúa Trời mà rằng: sao chúng tôi kiêng ăn mà Chúa chẳng đoái xem? Sao chúng tôi chịu dằn lòng mà Chúa chẳng biết đến? Này, trong ngày các ngươi kiêng ăn, cũng cứ tìm sự đẹp ý mình và làm khổ cho kẻ làm thuê. Thật, các ngươi kiêng ăn để tìm sự cãi cọ tranh cạnh, đến nỗi nắm tay đánh nhau cộc cằn. Các ngươi kiêng ăn trong ngày như vậy, thì tiếng các ngươi chẳng được nghe thấu nơi cao. Đó há phải là sự kiêng ăn mà ta chọn lựa, há phải là ngày người ta dằn lòng mình đâu. Cúi đầu như cây sậy, nằm trên bao gai và trên tro, đó há phải điều ngươi gọi là kiêng ăn, là ngày đẹp lòng Đức Giê-hô-va sao? Sự kiêng ăn mà ta chọn lựa, há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do, bẻ gãy mọi ách hay sao? Há chẳng phải là chia bánh cho kẻ đói, đem những kẻ nghèo khổ đã bị đuổi đi về nhà mình? Khi thấy kẻ trần truồng thì mặc cho, và chớ hề trớ trinh những kẻ cốt nhục mình hay sao? Bây giờ, sự sáng ngươi sẽ hừng lên như sự sáng ban mai, ngươi sẽ được chữa lành lập tức. Sự công bình ngươi đi trước mặt ngươi, sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ sau ngươi. Bây giờ ngươi cầu, Đức Giê-hô-va sẽ ứng, ngươi kêu, Ngài sẽ phán rằng có ta đây. Nếu ngươi cất bỏ cái ách khỏi giữa ngươi, không chỉ tay và không nói bậy. Nếu ngươi mở lòng cho kẻ đói và làm no kẻ khốn khổ, thì sự sáng ngươi sẽ sáng ra trong tối tăm, và sự tối tăm ngươi sẽ như ban trưa. Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi, làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn, làm cho cứng mạnh các xương ngươi. Ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước suối chẳng hề khô vậy. Những kẻ ra từ ngươi sẽ dựng lại nơi đổ nát ngày xưa. Ngươi sẽ lập lại các nền của nhiều đời trước. Người ta sẽ xưng ngươi là kẻ tu bổ sự hư hoại và là kẻ sửa đường lại cho người ở. Nếu ngươi ngừa giữ chân mình trong ngày Sa-bát, không làm vừa ý mình trong ngày thánh của ta, nếu ngươi xưng ngày Sa-bát là ngày vui thích, coi ngày thánh của Đức Giê-hô-va là đáng kính, nếu ngươi tôn trọng ngày đó, không đi đường riêng mình, không theo ý riêng mình và không nói lời riêng mình, bây giờ ngươi sẽ lấy Đức Giê-hô-va làm vui thích. Ta sẽ làm cho ngươi cởi lên các nơi cao trên đất và lấy sản nghiệp của Gia-cốp tổ phụ ngươi mà nuôi ngươi, vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Chương 59. Này, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được, tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Vì tay các ngươi đã ô uế bởi máu, ngón tay các ngươi đã ô uế bởi tội ác, môi các ngươi nói dối, lưỡi các ngươi lầm bầm sự xấu xa. Trong các ngươi chẳng có ai lấy lẽ công bình mà kêu rêu, chẳng có ai lấy điều chân thật mà đối nại. Hết thảy đều cậy sự hư không, nói lời dối trá, kêu mang điều ác và đẻ ra tội trọng. Họ ấp trứng hổ mang và dệt màng nhện. Ai ăn những trứng đó sẽ chết, và nếu một cái trứng dập ra, sẽ nở thành rắn lục. Những màng họ không dùng làm áo được, không thể mặc được hàng họ đã dệt ra.
Công việc họ là công việc đáng tội. Tay họ làm những việc hung tàn. Chân họ chạy đến điều ác, nôn nã làm đổ máu vô tội. Tư tưởng họ là tư tưởng gian tà, sự phá hại diệt vong là ở trên đường lối họ. Họ không biết đường bình an, trong đường họ đi không có sự công nghĩa. Họ tự làm những lối quanh queo, ai đi trong đó thì chẳng biết sự bình an. Vậy nên, sự công bình đã cách xa chúng ta, sự nhân nghĩa cũng không theo kịp chúng ta. Chúng ta trông mong sự sáng mà sự tối tăm đây này, trông mong sự sáng láng mà đi trong u ám. Chúng ta đi dọc theo tường như người mù, rờ rẫm như người không có mắt. Đúng trưa mà vấp chân như chạng vạng, giữa những kẻ mạnh mẽ mà mình như người chết. Chúng ta cứ rên siết như con gấu và rầm rì như chim bò câu, trông sự công bình mà nó không đến, đợi sự cứu rỗi mà nó cách xa. Phải, sự phạm phép chúng tôi đã thêm nhiều trước mặt Ngài. Tội lỗi chúng tôi làm chứng nghịch cùng chúng tôi. Vì sự phạm phép chúng tôi ở cùng chúng tôi và chúng tôi biết sự gian ác mình. Chúng tôi đã bạn nghịch, chối Đức Giê-hô-va, đã trở lòng chẳng theo Đức Chúa Trời mình. Chúng tôi nói sự bạo ngược và phản loạn, cưu mang những lời giả dối trong lòng và nói ra. Cho nên sự công bình trở lui lại, sự nhân nghĩa đứng xa, vì lẽ thật vấp ngã giữa đường phố và sự ngay thẳng chẳng được vào. Lẽ thật đã không còn, ai lánh điều dữ thì phải cướp bắt. Đức Giê-hô-va thấy không có sự công bình thì chẳng đẹp lòng, thấy không có người, chẳng ai cầu thay thì lấy làm lạ lùng. Ngài bèn dùng chính cánh tay mình đem sự cứu rỗi đến, lấy sự công bình mình mà nâng đỡ. Ngài mặc sự công bình làm giáp, đội sự cứu rỗi trên đầu làm mão trụ, lấy sự báo thù làm áo mà bận, lấy sự sốt sắng làm áo tơi mà choàng mình. Ngài báo trả cho người ta tùy việc họ làm, sự thạnh nộ cho kẻ đối địch Ngài, sự báo oán cho kẻ thù nghịch Ngài. Ngài sẽ báo trả các cù lao. Người ta sẽ kính sợ danh Đức Giê-hô-va từ phương Tây và sự vinh hiển Ngài từ phương mặt trời mọc lên, vì Ngài sẽ đến như sông tràn dẫy bởi hơi Đức Giê-hô-va thổi dục. Đấng cứu chuộc sẽ đến Si-ôn, đến cùng những kẻ thuộc về Gia-cốp, là kẻ bỏ tội lỗi. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán: Về phần ta, này là giao ước ta đã lập với họ. Thần ta ở trên ngươi, cả đến những lời ta đã đặt nơi miệng ngươi sẽ chẳng lìa khỏi miệng ngươi, miệng dòng dõi ngươi và miệng dòng dõi của dòng dõi ngươi, từ bây giờ cho đến đời đời. Đức Giê-hô-va phán vậy. Chương 60. Hãy dấy lên và sáng lòe ra, vì sự sáng ngươi đã đến và vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên ngươi. Này, sự tối tăm vây phủ đất, sự u ám bao bọc các dân. Song Đức Giê-hô-va dấy lên trên ngươi, vinh quang Ngài tỏ rạng trên ngươi. Các dân tộc sẽ đến nơi sự sáng ngươi, các vua sẽ đến nơi sự chói sáng đã mọc lên trên ngươi. Hãy ngước mắt lên xung quanh ngươi và nhìn xem, họ nhóm lại hết thảy và đến cùng ngươi. Con trai ngươi đến từ xa, con gái ngươi sẽ được bồng ẩm trong cánh tay. Bây giờ ngươi sẽ thấy và được chói sáng, lòng ngươi vừa rung động vừa nở nang, vì sự dư dật dưới biển sẽ trở đến cùng ngươi, sự giàu có các nước sẽ đến với ngươi. Muôn vàng lạc đà sẽ che khắp xứ ngươi, cả đến lạc gà một gu ở Madian và Epha cũng vậy. Này, hết thảy những người Sheba đem vàng và nhũ hương đến và rao truyền lời ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hết thảy bầy súc vật của Kê-đa sẽ nhóm lại nơi ngươi. Những chiên đực xứ Nê-ba-dốt sẽ làm của ngươi dùng, dâng lên bàn thờ ta làm một của lễ đẹp ý, nên ta sẽ làm sáng nhà của sự vinh hiển ta. Những kẻ bay như mây, giống chim bò câu về cửa sổ mình, đó là ai?
các cù lao chắc sẽ trông đợi ta. Các tàu bè của Ta-rê-si trước nhất đem con trai ngươi từ xa về, cùng với bạc vàng của họ, vì danh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và vì đấng thánh của Israel, bởi Ngài đã làm vinh hiển ngươi. Các người dân ngoại sẽ sửa xây thành ngươi, các vua họ sẽ hầu việc ngươi, vì khi ta giận có đánh ngươi, nhưng nay ta ra ơn thương xót ngươi. Các cửa ngươi sẽ mở luôn, ngày đêm đều không đóng, hầu cho người ta đem của báu các nước đến cho ngươi và dẫn các vua đến làm phu tù. Vì dân và nước nào chẳng thần phục ngươi thì sẽ bị diệt vong, những nước đó sẽ bị hoang vu cả. Những cây tùng, cây sam, cây hoàng dương vốn là sự vinh hiển của Liban sẽ cùng nhau bị đem đến cho ngươi để trang hoàng nơi thánh ta. Ta sẽ làm cho chỗ ta đặt chân được vinh hiển. Các con trai của những kẻ ức hiếp ngươi sẽ cúi đầu đến cùng ngươi. Mọi kẻ vốn khinh dễ ngươi sẽ quỳ lại nơi bàn chân ngươi. Ngươi sẽ được xưng là thành của Đức Giê-hô-va, là Si-ôn của Đấng Thánh Israel. Xưa kia, ngươi đã bị bỏ, bị ghét, đến nỗi không ai đi qua giữa ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi nên cao trọng đời đời, nên sự vui mừng của nhiều đời. Ngươi sẽ hút sữa của các nước, bú vú của các vua. Ngươi sẽ biết ta, Đức Giê-hô-va, là đấng cứu ngươi, đấng chuộc ngươi và là đấng toàn năng của Gia-cốp. Ta sẽ ban vàng thay cho đồng, ban bạc thay cho sắt, ban đồng thay cho gỗ, ban sắt thay cho đá. Ta sẽ khiến sự bình an làm quan cai trị ngươi và sự công bình làm quan xử đoán ngươi. Trong xứ ngươi sẽ chẳng nghe nói về sự hung dữ nữa. Trong bờ cõi ngươi cũng không có sự hoang vu và phá hủy nữa. Nhưng ngươi sẽ gọi tường mình là cứu rỗi, cửa mình là ngợi khen. Ngươi sẽ chẳng nhờ mặt trời soi sáng ban ngày nữa, và cũng chẳng còn nhờ mặt trăng chiếu sáng ban đêm. Nhưng Đức Giê-hô-va sẽ làm sự sáng đời đời cho ngươi. Đức Chúa Trời ngươi sẽ làm vinh quang cho ngươi. Mặt trời của ngươi không lặn nữa, mặt trăng chẳng còn khuyết, vì Đức Giê-hô-va sẽ là sự sáng đời đời cho ngươi. Những ngày sầu thảm của ngươi đã hết rồi. Còn dân ngươi hết thảy sẽ là công bình. Họ sẽ hưởng được xứ này đời đời. Ấy là nhánh ta đã trồng, việc tay ta làm để ta được vinh hiển. Kẻ rất nhỏ trong vòng họ sẽ nên 1000, còn kẻ rất hèn yếu sẽ trở nên một dân mạnh. Ta, Đức Giê-hô-va, sẽ nôn nã làm điều ấy trong kỳ nó. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.